Xin chào khán giả của Taga Channel. Một cô hoa hậu đăng quang, người khen xinh ngút ngàn, kẻ lại chê là xấu thậm tệ. Thế mới biết là mỗi người có cái gu của riêng mình phải không nào? Thế nhưng các bạn có bao giờ thắc mắc gu của nhân vật quan trọng như là những nguyên thủ quốc gia thì sẽ ra sao hay không? Có phải cứ chân dài là sẽ đi với đại gia, hay phải thật là sexy nóng bỏng mới có thể lọt được mắt xanh của ngày ấy đây? Câu trả lời sẽ có ngay trong video sau đây. Xin mời các bạn hãy cùng Taga tìm hiểu. Tiêu chí chọn vợ của nguyên thủ quốc gia là gì? Đầu tiên chúng ta đến với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Người ta hay nói lòng trung thủy của đàn ông được thử thách khi anh ta có trong tay tất cả. Còn đối với phụ nữ, đó là khi người đàn ông của họ tay trắng, tệ hơn là vừa trải qua thất bại nặng nề. Nếu xét theo chân lý này thì quả là may mắn cho Donald Trump. Bởi sau khi nhận một bàn thua đau điếng vào phút chót trước đối thủ Joe Biden, người phụ nữ ông yêu vẫn còn ở đó, đợi chờ và không nửa lời trách móc. Thế nhưng nhiều người lại bảo, dù không thể là tiếp tục là tổng thống, thì Trump vẫn cứ là một đại gia. Thế nên xét cho cùng thì sức hấp dẫn sặc mùi đô la của ông ấy vẫn không hề giảm sút đi chút nào. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn vào cách mà bà Melania an ủi chồng thì tôi dám tin rằng, nếu mà không có tình yêu, bà ấy sẽ không thể nào chân thành được đến như vậy. Giang hồ có đồn rằng, sau thất bại cay đắng, Trump đã nhấc máy gọi cho bà xã mình và hỏi, "Cưng à, em thấy anh thể hiện ra sao?" Các cố vấn ở cạnh cựu tổng thống khi đó cho hay, bà Melania chẳng những không hề nặng lời chỉ trích, mà đã dành cho đức ông chồng những lời an ủi nhẹ nhàng, thậm chí là còn khen màn thể hiện của ông trước công chúng là vô cùng tuyệt vời. Cũng phải nói thêm rằng, trước khi trở thành đệ nhất phu nhân xứ sở cờ hoa, bà Melania từng là một siêu mẫu đắt giá tại Slovakia. Dù là người nổi tiếng nhưng phu nhân tỷ phú Trump lại tỏ ra cực kỳ kín kẽ trong từng lời ăn tiếng nói. Bà không bao giờ thể hiện cảm xúc ra mặt, thậm chí là khi đã quá bức tức, siêu mẫu Slovakia cũng chỉ im lặng quay người rời đi, trái ngược hẳn với sự nóng nảy thường thấy ở phu quân của bà. Thì chân dài phải đi với đại gia, tuy nhiên đối với Trump, chân có thể dài nhưng mà não cũng không được ngắn đâu nha. Gu chọn vợ cựu tổng thống xứ cờ hoa đúng là không thể nào đùa được, phải không nào? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Không phải nói quá nhưng khi nhắc đến tổng thống Pháp Emmanuel Macron, rất nhiều người tỏ ra quan tâm đến mối tình chị em tranh nhau tận 25 mùa khoe sọ, chứ không phải là sự nghiệp chính trị của ông. Dù sao thì nó cũng thật là ấn tượng. Ý tôi là một mối tình lãng mạn bất chấp tuổi tác. Ít ai biết rằng ngài tổng thống đã phải lòng vợ mình ngay từ khi ông còn là học sinh của bà tại trường phổ thông Amiens. Tuy nhiên là cô giáo U40 Brigitte khi ấy đã có chồng và là mẹ của tận 3 đứa con. Đang nói là một trong những cô con gái của bà còn là bạn học chung lớp với ông Macron. Thế nhưng đúng là đẹp trai không bằng trai mặt. Sau một thời gian bị tấn công dồn dập, bà Brigitte thừa nhận mình đã rung động hoàn toàn trước cái sự chân thành và lãng mạn của nhà lãnh đạo hàng đầu nước Pháp. Cứ thế thì họ đến bên nhau như thể số phận đã an bài. Dần dần là ngay cả chồng cũ và những đứa con của bà cũng dần hiểu và chấp nhận mối quan hệ đặc biệt này. Nếu tính một cách chính xác thì kể từ khi 15 tuổi, ứng viên phái ôn hòa đã đem lòng yêu bà xã của mình. Và cho đến tận ngày nay, khi mà người phụ nữ ấy sắp sửa bước sang ngưỡng cửa U70, mọi thứ thì vẫn không có gì thay đổi. Nhà lãnh đạo Pháp chia sẻ, thời thanh xuân, nhan sắc của nàng thơ Brigitte cũng lung linh chẳng hề thua kém bất cứ minh tinh màn bạc nào. Thế thì mới nói, vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng của người thiếu nữ mà là trong đôi mắt của kẻ si tình. Quá là chuẩn luôn đúng không? Qua chuyện này thì các thanh niên nào, nhất là những cô gái còn đang FA, hãy cứ bình tĩnh tự tin mà chờ đợi. Bởi vì biết đâu khi bạn vừa đón xong cái sinh nhật 25 tuổi, thì vị hôn phu tương lai cũng mới chỉ vừa chào đời mà thôi. Tiếp theo thì chắc chắn rồi, đó phải là Chủ tịch nước Việt Nam, bác Nguyễn Xuân Phúc. Nếu như cặp đôi trẻ ngày nay đều thích mặc đồ đôi để thể hiện quyền sở hữu với nửa kia, thì bác Phúc và vợ của mình lại có cách mặc đồ đôi rất là riêng để thể hiện tình cảm. Đây đây, nói có sách mới có chứng. Vợ mặc áo dài màu gì là y như rằng chồng thắt cả vạt màu đó. Ai nhìn mà không biết họ là một đôi thì đúng là cận nặng lắm luôn rồi. Đúng vậy, chỉ cần nhìn cái cách Chủ tịch nước thắt cà vạt tông xẹt tông với trang phục của vợ mình là đủ hiểu bác tôn sùng vợ của mình đến nhường nào. Thế nhưng cũng dễ hiểu mà thôi khi bà xã Nguyệt Thu của bác Phúc không chỉ trẻ đẹp hơn tuổi mà còn thuộc tuyết phụ nữ nhẹ nhàng, nết nam và thùy mỹ. Xuất hiện cùng chồng những sự kiện, phu nhân chủ tịch luôn tỏ ra chỉn chu về ngoại hình và khéo léo trong giao tiếp. Thế nên tôi tin rằng không chỉ riêng bác Nguyễn Xuân Phúc thôi đâu. Ngoài đời anh nào được sánh bước bên người phụ nữ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết như thế này mà lại không thích cho được cơ chứ? Bảo sao là bác ấy cứ phải đánh dấu chủ quyền cho bằng được bằng cách dùng đồ đôi với bà xã của mình. 4.
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Tập Cận Bình. Sự thật là càng những người nắm trong tay quyền lực chính trị, bận trăm công nghìn việc thì kỹ năng tán gái lại càng hạn chế. Và nếu buộc phải chọn ra người tiêu biểu nhất thì đó chắc chắn sẽ là ông Tập Cận Bình chứ không phải là ai khác. Nắm trong tay quyền thao lược cả một cường quốc hơn 1 tỷ dân, nhưng mà ít ai biết rằng ông Tập lại là người vô cùng nhút nhát trong cái chuyện tình cảm. Có lẽ nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc cũng tự hiểu rằng nếu cứ tự lực cánh sinh thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Thế nên ông đành phải nhờ đến sự trợ giúp từ phía những người quen để có được trái tim từ người tình trong mộng, bà Bành Lệ Viện. Chẳng biết là ở cái thời đại mọi thứ sắc mùi toan tính như hiện tại, các ông các bà có còn tin vào tình yêu sét đánh hay không? Chứ ông Tập thì hoàn toàn có à nha. Nhà lãnh đạo này còn từng khẳng định đanh thép với vợ rằng chưa đầy 40 phút sau khi gặp em, anh đã biết em sẽ trở thành vợ của anh. Trời ơi, nghe nó mới ngọt ngào làm sao. Thế này mà báo chí cứ bảo ông Tập không biết tán gái, Trinh Tả Thính phải đạt đến cỡ này thì cũng đâu có phải dạng vừa đâu. Và đúng như lời khẳng định chắc nịch của ông Tập, họ thật sự đã thành đôi. Những người thân cận với gia đình ông Tập cho biết, bà Bành rất là coi trọng nếp sinh hoạt trong nhà. Bà có quan điểm, nếu ông Tập vì sự nghiệp mà buông bỏ gia đình thì bà sẽ không bao giờ đồng ý. Đệ nhất phu nhân Trung Hoa cho rằng, gia đình chính là ngọn núi, là bến bờ của người phụ nữ để mà họ dựa vào trong cuộc đời. Cũng như bao người vợ bình thường khác, phu nhân ông Tập thường dành thời gian ở nhà nội trợ và chăm sóc gia đình chu toàn để chồng có thể yên tâm công tác. Bởi vậy người xưa vẫn nói, tề gia rồi mới đến trị quốc. Tôi thấy chính là đang nói trong trường hợp của gia đình ông Tập các bạn ạ. Và cuối cùng thì đó chính là Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Jong-un. Phía sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng một người phụ nữ. Và trong số những bóng hồng phía sau nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thì vợ của ông Kim Jong-un có lẽ là nhân vật bí ẩn hơn hết. Mọi thứ từ tuổi tác, thân thế đến cuộc sống sau khi xuất giá của bà Ri Sun-jo đều được phía Triều Tiên giữ kín như bưng. Ít ai biết rằng đệ nhất phu nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã từng là một ca sĩ. Bà Ri đã từng theo học ca hát tại Trung Quốc và sau đó trở thành thành viên của Onaso, một dàn nhạc vô cùng nổi tiếng tại Triều Tiên. Dù rất hiếm khi cùng chồng xuất hiện trước truyền thông, thế nhưng mỗi lần lên sóng, bà đều được cánh paparazzi không ngừng săn đón bởi ngoại hình xinh đẹp, đôn hậu, cùng gu thời trang rất đỗi thanh lịch, sang trọng. Nhiều người từng tiếp xúc với bà Ri cho biết, ngoài nhan sắc phúc hậu, vợ ông Kim còn sở hữu chất giọng vô cùng ngọt ngào, dễ mến nữa. Xem ra là gu phụ nữ của người đứng đầu Triều Tiên cũng khá là thuận theo lẽ thường tình, phải không nào? Một cô gái xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền hậu và đoan trang. Có ông bạn nào cũng sở hữu niềm ao ước tương tự dành cho người vợ tương lai của mình hay không? Comment chia sẻ ngay xuống bên dưới nhé. Vậy là video ngày hôm nay cũng kết thúc mất rồi. Bạn ấn tượng với nóc nhà của vị nguyên thủ nào nhất? Chia sẻ cùng Taka xuống phía bên dưới nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.